Chào các bác, quay trở lại với kênh YouTube của tôi là Hải. Cũng khá lâu rồi mới cập nhật những video cho mọi người. Ở trong 2 tuần vừa rồi tôi cũng khá nhiều công việc, đi giao cây rồi hỗ trợ cây, kỹ thuật trồng các thứ, đặc biệt là về cây kỳ hải nam. Hôm nay vừa về một lứa cây kỳ hải nam mới tinh, vừa cho người ship hết ra đây. Đây là sọt. Bên Trung Quốc ấy, khi chúng tôi vận chuyển về, chúng tôi sẽ cho đóng sọt như này, rất đảm bảo về cái chất lượng cây. Hôm nay muốn mang đến cho mọi người về cây vua dầu. Lý do tại sao hôm nay làm về cây vua dầu này, bởi vì muốn cập nhật cho các bác về cái lô vua dầu cây cao khoảng từ 1m đến 1m2 này. Cái lô này bên Trung Quốc còn rất ít, thậm chí là một số vườn hiện tại không còn. Thì đây là thực ra chúng tôi là những đơn vị chúng tôi đang phát triển và làm việc trực tiếp bên họ, chúng tôi rất là uy tín thì mới có thể là mang về được những cái dòng cây vua dầu cao 1m, 1m2 này, những lứa cuối cùng rồi của cái dòng thế hệ 1 đời đầu. Còn nếu các bác bây giờ mua những cái dòng thế hệ 2, thế hệ 3 thì nó cũng có, nhưng mà tuy nhiên thì chất lượng cây nó rất là kém. Đó. Thì cái lứa cây này thì về đây đúng là lứa cuối cùng luôn. Thì qua cái thời điểm này thì thời điểm tiếp theo có thể sẽ chỉ có những cây thấp thôi. Đây này, như những cây thấp ngoài đầu này. Thì hôm vừa rồi cũng lấy cả cây thấp cây cao về. Đây, lô thấp đây, quay đây. Đây là lô cây thấp này, đấy, đây là vua dầu. Lứa mới đấy mọi người, mà còn lốt cái đợt lô cao này là chỉ còn cái lô cây thấp này thôi. Nó cao được khoảng, đây, nó thấp tẹt này. Bởi vì là cái lứa cũ, lứa thế hệ 1 ngày xưa là nó cũng ghép từ cái đời đầu ấy là nó cũng hết rồi. Bây giờ người ta bắt đầu mới có tiếp tục để có sản lượng. Bởi mọi người phải hiểu là từ một cái cây mẹ thì người ta không thể ghép liên tục được, bởi sản lượng cây mẹ nó không có đủ để nó ghép liên tục. Nên nó sẽ phải đứt đoạn ra để cho cây mẹ nó hồi phục và sau đó nó mới ghép được tiếp. Nên là những cái lứa từ lứa cao đến lứa thấp này nó cách nhau khoảng thời gian rất là lâu, thậm chí đến hàng năm giờ thì người ta mới ghép tiếp tục được. Thì đây là những lứa mới ghép này, được vài tháng thì bắt đầu bật chồi lên. Thì đây chúng tôi đang ươm mủ để cho nó lớn khỏe đã. Lứa này thì cũng chưa cung cấp được, khi mọi người về trồng thì nó hơi vất, chúng ta hơi mất thời gian hơn so với cả cái lứa cao này. Lứa cao này thì các bác và bà con chúng ta có thể tiết kiệm được tối thiểu là 5 tháng rồi, 5 tháng trồng, thậm chí là hơn, ít nhất là 5 tháng. Từ cái cây mà tôi vừa quay cho mọi người đấy đến cái cây nó được như thế này thì nó phải mất ít nhất là 5 tháng thì nó mới được như này. Đó, đây là cái mắt ghép nó rất to rồi, liền khỏe rồi. Từ cái mắt ghép này nó đã gần bằng cái ngón tay này của tôi rồi này. Đó. Và thân rất là đen mà khỏe. Đây nó mới về, vừa về xong nên là lá sẽ hơi rũ một chút. Nên muốn quay video luôn cho mọi người. Còn cái lô này là phải dưỡng mất khoảng 5 ngày. 5 ngày nữa, đến 7 ngày nữa thì nó mới hồi phục thì mới gửi cho mọi người được. Chứ cái này mà gửi cho mọi người đi luôn thì đến nơi chắc là nó cũng hỏng hết, nên không thể gửi được. Đó. Đây là rất nhiều dòng, bên này thì có hồng kỳ này, vẫn còn lứa hồng kỳ. Hồng kỳ thì sẽ không có cây cao rồi. Vua dầu này có cây cao đấy, nên các bác nếu muốn phát triển dòng vua dầu này, chúng ta tối giản là cái thời gian chúng ta chăm sóc đối với những cây thấp ấy, thì có thể liên hệ tôi để tôi sẽ để lại cho mọi người những cây vua dầu này. Thứ đấy là thứ nhất. Thứ hai là giá thành của vua dầu nó khá là hợp lý, nó không cao như quá như những dòng một số dòng mới bây giờ như dòng tâm kỳ, hồng kỳ hay là bạch kỳ thì giá nó khá cao. Tâm kỳ dầu này kia rồi hay là bỏ đen, châu đen, một số nơi đang bán những cái dòng đấy thì nó lên giá rất cao. Bản chất thằng vua dầu là một trong những thằng rất tốt và một trong những thằng đang phát triển, và bên Trung Quốc nó vẫn đang phát triển rất mạnh thằng vua dầu. Đối với sản phẩm trầm của vua dầu hiện tại vẫn đưa ra một sản lượng cực kỳ tốt và ưu việt, sản lượng rất nhiều và lớn, phát triển rất tốt. Nếu mọi người mà nghe những ai nói mà thằng này phát triển kém thì là hoàn toàn không đúng, sai, và họ dựa vào đâu để họ nói là đây là một dòng cây phát triển kém. Đó. Tôi chưa từng khen một cây nào là nó phát triển tốt hay như này mà nó không có dẫn chứng cả, kể cả một số dòng giống mới bây giờ, kể cả như hồng kỳ, tâm kỳ hay là bò đen, châu đen gì đấy, một số dòng giống mới người ta đang công khai lên bây giờ thì họ cứ nói là họ phát triển rất tốt hay là phát triển vượt bậc này kia, nhưng chưa hề có một cái dựa vào cái cây nào hay có dẫn chứng của cây nào nó là cây đang phát triển tốt hay không. Thì chúng ta cũng phải chọn lọc. Nhiều khi chúng ta cứ nghe nhiều quá, chúng ta cũng không phân biệt được đâu là dòng giống tốt. Thì khi ra những dòng giống mới ấy, thì sẽ bị đẩy giá lên rất cao, đấy là cái điều chắc chắn. Và chúng ta phải nắm bắt được khi nó mới này, nó có tốt hay không, liệu nó có tốt hay không, hay đấy chỉ là một cái hướng đi mới để cho người ta bán những cái dòng giống mới. Và tôi thì không như thế. Thì tôi đã nói những cái dòng này nó phát triển đối với cả trồng ở Việt Nam thì trong vòng khoảng từ 10 đến 20 năm nữa quay đầu chúng ta vẫn có thể trồng những thằng này thoải mái bình thường. Thị trường miền Trung vẫn đang tiêu thụ rất tốt. Kể cả thằng như thằng Đường Kiệt, nút thắt đường. Nút thắt đường hiện tại là một thằng khá gây ra nhiều tranh cãi. Nơi thì người ta có nơi thì người ta bảo là tốt, có nơi thì bảo là thị trường miền Trung không thu mua nữa. Nhưng mà họ cũng không có cái dẫn chứng cụ thể nào là cái việc họ thu mua hay không hay nó tốt ở đâu.
bản chất theo như tôi nắm bắt và tôi đã đi sang đây trực tiếp làm việc thì họ vẫn thu mua tất cả các dòng kỳ Hải Nam hiện tại đang nhập khẩu từ bên Trung về, thì họ vẫn thu mua đều đặn bình thường, không vấn đề gì, chỉ chênh lệch về cái giá thành thôi chứ không phải là không thu. Mọi người phải hiểu là cái trầm hương ấy, kỳ Hải Nam hay là trầm hương Việt Nam cũng vậy, nó có thôi nó đã là quý rồi, chứ đừng có nói là không, lại còn không thu mua. Bởi vì một cái cây gió bầu Việt Nam hiện tại ấy, chưa có trầm thì nó bán, như tôi đã chia sẻ hôm vừa rồi tôi đi vào Hương Khê Hà Tĩnh ấy, thì dao động từ khoảng 200-300 nghìn cho đến 700-800 nghìn trên một cây, dao động từ vanh từ khoảng 30 cho đến 70-80, thậm chí vanh đến cả trăm thì cũng loanh quanh chỉ dưới 1 triệu thôi, không quá được 1 triệu một cây. Nhưng mọi người thử hỏi đối với một cái cây gió bầu mà nó đã chưa có trầm mà nó đã loanh quanh khoảng được 1 triệu, vanh khoảng 70-80 đi, cho tôi cho khoảng vanh khoảng 100 mà đã bán được 1 triệu một cây, mọi người bảo một cái cây kỳ Hải Nam này có sản lượng trầm từ khoảng 5 lạng cho đến 1 cân mà không bán được nổi vài triệu hay là tiền triệu một cây thì nó nghe rất là vô lý. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm, kể cả đối với cái việc không xuất khẩu được, tôi cũng có thể mua được trực tiếp cho mọi người. Để tôi làm những sản phẩm trầm tôi bán đi xuất khẩu đi nước ngoài hay là bán trong nước, nó vẫn còn hơn khối so với cái việc là chúng ta mua làm những cái trầm thuốc ở Việt Nam hiện tại. Những cái vòng tay bây giờ ở Việt Nam đang bán từ 200.000 đến 300.000 của những cái hot TikToker hay là những cây OL người ta đang làm ấy, thì đấy là toàn hoàn toàn đều là những sản phẩm, thậm chí không phải là tốc, không phải là trầm luôn, không phải túc kiến luôn. Nó là những cái sản phẩm, nói chung là người ta làm những sản phẩm gỗ gì đó, người ta bơm cấy vào để nó ra được cái mùi hương, nhưng thậm chí không có mùi, tôi đã mua thử rồi. Mọi người ai đã mua rồi thì biết ngay, nó chỉ mùi một vài thời gian thôi. Mọi người dính nước một phát hay là mọi người chỉ cần đi ra ngoài trời nhiều, xe máy một hai hôm bay mất luôn, mùi đấy là cái điều chắc chắn. Còn vòng kỳ Hải Nam, sản phẩm từ kỳ Hải Nam nha, mọi người đeo cả 5 giờ vẫn còn mùi thơm. Tôi có những sản phẩm vòng tay tôi đeo rất nhiều, tôi để trong xe rồi tôi đi lại nước dính vào thoải mái. Hay bất kể ai nếu muốn thử những cái sản phẩm kỳ Hải Nam này, mua cây giống của tôi sẽ hỗ trợ giảm giá về cái sản phẩm kỳ Hải Nam, hoặc tặng kèm kỳ Hải Nam nếu mua đủ sản lượng cây giống tôi tặng cho mọi người luôn. Đây là những ai mua của tôi rồi có thể xác nhận là tôi có tặng hay là có cho hay là bán giá hợp lý cho mọi người không, để có thể xác nhận được. Và những sản phẩm đấy đều là những sản phẩm chất lượng, bên Trung về đây nó phải dao động từ khoảng vài trăm tệ trên một cái vòng đấy, đấy là rẻ nhất. Chia sẻ ngắn gọn về cây vô dầu này thôi. Đó. Nếu mọi người muốn mua giá hợp lý thì liên hệ với tôi. Thì đối với cái dòng cây thế hệ 1 này thôi, còn nếu mà dòng giá rẻ thì nhiều lắm. Mọi người muốn mua dòng giá rẻ nó chỉ dao động từ 80.000 này cho đến 130.000 đến 150.000 một cây. Hiện tại thì kể cả có những đơn vị lớn làm về kỳ Hải Nam Việt Nam đều vẫn đang nhận cung cấp những thằng cây kém để nhập về để bán rồi đấy. Nếu các bác có thể muốn tiếp cận những dòng cây kém đó thì có thể liên hệ cho những đơn vị đó để các bác mua những dòng cây kém đấy. Khoảng 80.000 cho đến 150.000 là những dòng cây kém mà tôi cũng có thể bán cho mọi người được, nhưng mà thực ra thì tôi cũng không muốn như thế. Bởi vì sau này tôi cũng phải thu cái trầm của mọi người cơ, chứ không, nếu không thu trầm thì tôi không làm kinh tế tốt được. Cái trầm là sau này tôi cũng cần phải mua về, tôi thu, tôi làm rồi tôi xuất đi Trung Quốc, nó giống như sưa đỏ vậy. Cái vấn đề cốt lõi nhất bên trong thì mới là mang lại cái kinh tế nó tuyệt đối. Còn nó thật là bán cây giống, các bác cứ bảo là ngon nhất ông bán cây giống thì tại sao mọi người không vào mà bán đi, mọi người không vào mà làm việc thì tại sao chúng tôi phải vất vả, chúng tôi đi tìm cây, đi làm việc này kia, đưa cây về đây để bán, chăm sóc, phải khỏe khoắn mới bán cho mọi người. Thậm chí quá trình mọi người trồng trong vòng 2 tuần đến 1 tháng, vấn đề gì tôi cũng phải bù cây cho mọi người, phải đền bù thiệt hại cho mọi người cơ. Không phải điều đơn giản, nếu các bác bảo làm dễ thì mọi người mời mọi người vào làm thì chúng tôi đỡ phải làm, xong rồi chúng tôi đi thu mua trầm thôi cho nó đơn giản. Đó, chia sẻ với tôi. Và có nhu cầu cần mua cây kỳ Hải Nam đảm bảo chất lượng mà giá thành nó hợp lý so với cả những dòng cây chất lượng thì liên hệ trực tiếp cho tôi là Hải. Hiện tại tôi là giám đốc điều hành trực tiếp công ty giống cây trồng Lâm nghiệp Tam Đảo, một trong những đơn vị phát triển hàng đầu về kỳ Hải Nam. Và hãy liên hệ theo số điện thoại tôi kèm dưới đây, một trong hai số này đều có thể được, hoặc kết bạn Zalo. Nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi và phát triển hơn. Xin chào, cảm ơn tất cả các bác và bà con đã theo dõi video này.